Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Quý Túm Lâm Vlog. Hôm nay mình sẽ làm món thịt kho rút, có thịt mình sẽ ron đi các bạn, mình sẽ ron cho nó thịt là dầu các bạn. Món thịt kho rút vậy. Chén mắm rút mình đã pha sẵn các bạn, bỏ đầy đủ tinh ớt, dầu đó bạn, dầu này, đó. Nhà nhiều quá mình chát ra bắt rồi, đây, có dầu này. Mình cho tỏi và hành vào rồi chào thêm cái bột quá thật rồi. Bây giờ mình đổ mắm rút vô các bạn, mình đổ mắm rút vô này, mắm rút quá thơm các bạn, mình để trong vòng cỡ thôi vào 5 phút tương đặt sạch các bạn nha. Món này mà gian trời mưa khách sáng. Mình trời đông mưa rất to các bạn, miền đông mà mưa nghiêm một ngày không, ngày này ngày thứ hai đây mưa tầm tỏa, mưa lụt hết trơn luôn các bạn, có mấy chỗ lụt rồi đó. Hết sải các bạn ơi, sườn thô quẹt lại đây thôi quá trời. Mùa lạnh nên mà ăn với cơm nắng là hết sảy. Video tới đây kết thúc các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại clip sau. Mọi người thấy hay và ngon thì ủng hộ kênh của mình nhé. Món rút thịt kho rút đây
Xin chào, hẹn gặp lại.